Rồi hiện tại mình đang đứng ở dưới gốc cây nhãn lồng. Ở đây là những cái trái nhãn lồng người ta chim chóc hay gì nó ăn à. Người. Hay là người ăn hay gì không biết. Bẻ làm đôi mà. Này có người người ta người mới ăn. Có người ta mới hái ăn cây nhãn lồng à. Tươi mà. Đây cây nhãn lồng rồi các bạn, trái cây đây. Người hái mình cần là bao nhiêu nè. Này bao nhiêu nè. Ừ, bóc ra, bóc ra. Đó. Ăn nè, người ăn cái chim gì mà ăn như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ lên hái nè. Ê, coi ngon không bà? Bóc ra ngon. Rất là ngon. Bây giờ mình hỏi mình lên hái. Thôi đừng ăn cái trái đó, có ấy chưa? Có bị ấy chưa? Có ai ấy chưa? Ừ. Mẹ bóc mà. Nó có nghe mùi gì không? Ngon hả? Đây là nhãn lồng. Đó. Ủa, có mùi nhãn mà không phải trái nhãn bình thường. Ừ, cái nhãn lồng mà. Nhãn sừng hả? Ờ. Cái trái nó vậy không? Hồi đó ở nhà có. Nhưng mà đây để cây mà hiện tại quay cho mọi người mà không có thấy được cái trái. Cái cây nó bự lắm, trái rất là nhiều, hiện tại đây trái rất là nhiều luôn. Bây giờ hồi đó mình sẽ leo lên cây mình hái cho các bạn xem. Hiện tại mình đã chèo lên được tới đây. Nói chung cũng chưa thấy chỗ thấy trái. Cái cây này nó cũng bự lắm. Sao mà ta đi mà hái được? Mệt ghê luôn bạn. Không sao á. Đó. Đó đang chèo lên thấy con ốc gì nè. Giống như ốc sên á. Đó. Đó. Các bạn. Giống như ốc sên vậy. Đó. Ghê không? Đó. Đó đây nè cái trái đó nè các bạn. Đó. Mà nó múc ở ngoài xa chưa có hái được á, chùm chùm nhiều lắm. Thôi bây giờ mình sẽ cái này có lúa anh lấy cây em đập á. Không, bẻ thôi. Em ở dưới em anh quăng xuống em lấy nha. Anh phải đưa em chụp cho quăng đây rụng ra hết. Không, không có rụng, mấy cái này không có rụng, anh bẻ còn nguyên cành. Nè các bạn. Ở ngoài xa thì nó còn rất là nhiều cái trái vậy luôn nè. Đó. Cẩn thận anh ơi. Ừ. Bây giờ mình bẻ. Đó. Đó cái trái nè. Ở ngoài xa nó rất là nhiều chùm luôn á. À giờ anh quăng xuống em cầm hải cầm thôi nè. Có ở đâu? Thấy không? Đó. Sau một hồi là leo trèo. Leo lên trên đó là mình hái được một ít nhãn lồng. Nó nhỏ xíu. Đó. Trái rất là ăn. Rất là dễ bẻ, rất là dễ bóc vỏ nha. Bấm cái nứt ra, giòn lắm, vỏ rất giòn. Từ đi. Đó. Cơm thì mỏng. Trái này ăn rất là giòn luôn. Mỏng cơm và ngọt. Tuyệt vời ha. Này là nhãn lồng rừng. Ăn xong có tí xíu cơm rồi. Rồi, từ. Thấy được cái vị ngon của nó không? Phải đỏ nè. Đó, rồi. Đó, đẹp không? Rồi bỏ cái hộp. Hộp đâu? Cơm tí xíu à. Ừ. Nhãn rừng. Ngon lắm á. Anh ăn không? Nãy giờ chưa ăn cái nào hả? Chưa. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Cho trái nè. Dễ hả? Dễ bóc vỏ giòn hả? Ừ. Rồi. Mà sao nó ăn được một đống hay chứ? Thì tụi nó đứng đây nó chơi nó ăn thôi. Giờ mình buộc lại. Ừ. Mình ăn vậy cho đỡ cắt nước nè. Ừ. Ở đây có người đi ngang đây chơi à. Đứng một chỗ mà ăn gì chứ phải đông lắm mới ăn được đống này chứ. Ừ. Đó. Đây là cái cây của nó nè. Mà do cái điện thoại mình cù bắp quá quay không có thấy được ở trên đó. Ừ. Con này con gì ba? Hả? Con này con gì? Đâu? Dính xác coi con gì vậy? Không phải cuốn chiếu thường. Đâu? Sâu. Mấy
này giống như sâu mấy con trong rừng này không biết con gì. Ở nhà cũng thấy đó, tự chiếu. Con này ghê chứ à. Mà anh cũng lần đầu thích, không thích đâu. Lần đầu tiên thấy con này luôn. Nó cắn lắm ta. Đâu anh đút tay thử coi. Khùng quá. Đút tay vô thử coi. Ô, con này lạ quá. Các bạn biết con gì thì nói với mình, cũng lần đầu tiên thấy con này. Rít thì không phải rít. Cuốn chiếu phải cuốn chiếu. Có thể là gọi nó là cuốn chiếu rừng. Không phải đâu. Bữa cuốn chiếu mình đi vô trong Cùng Chi á. Ừ. Mập ơi mập á. Chiếu á. Rồi, đó, cái cây nó này. Chát quá. Không thấy đỏ nhiều trái lắm. Anh thì hái ở ngoài mới chín được. Hái ở ngoài mới chín được nhiều, còn ở đây vòng vòng ít lắm. Ok. Rồi. Hiện tại là đang đi vô rừng. Dạ đi làm chai mũ cây á. À mũ cây hả? Hiện tại vô rừng mà vô rừng mà bị hết xăng à. Hên là có. Có người cứu. Có mấy anh em đi rừng cứu xăng. Không thôi là đẩy bộ khùng luôn. Ra đủ vô đâu. Bây giờ đủ vô trong đó để không biết có xăng không mới quan trọng. Sợ nhiều khi người ta không chia mình. Từ để anh ấy xong cái mở ra đổ vô các em. Cho em thêm rồi. Thêm nửa chai nữa được không? Đủ người ta đi về. Xe rim này bình xăng nó nhiều lắm chứ, mà người ta đi vô rẫy là người ta chuẩn bị xăng hết rồi. Nãy ngay đầu ấy là tính đổ rồi mà không ấy. Hên. Giờ không biết nên quay ra để đổ xăng hay là đi vô tiếp nữa, không biết giờ còn xa không. Thôi vô đi. Hy vọng trong nửa đường. Hy vọng trong đó bán xăng. Rồi. Được rồi, nó chưa rồi. Được không? Thôi xin thêm miếng đi chứ. Nhiều còn nhiều không? Còn nhiều cho em miếng đi chứ lỡ mà vô mà cái nó lại dừng. Còn nhiều mà. Lên tới này. Này chắc trước khi vô đây là chúng cho đầy bình hết không chứ đâu có dám. Gần đầy chứ chưa đầy. Đủ ta đi thôi mà. Dám là đủ. Bình xăng bên xe rim nó dữ lắm. Hiện tại là do xe mới bị lội nước, hồi nãy lội nước. Nó bị ướt điện, nó chạy không được, mà cứ tưởng hết xăng, xin xăng rồi, xin xăng được, xong rồi vẫn không nổ, kiểm tra lại mới phát hiện ra là đúng là bị im cái tay thôi, bị ướt. Đó, bây giờ hiện tại xe đang bị ướt điện, bị bây giờ không có nổ máy được. Đó, trong lúc chờ không cho nó khô điện ráo ấy rồi để nổ máy lại được đó, thì mình ở giữa rừng đó, bướm bay lại đậu ngay tay luôn đó. Bướm không chịu bay đi luôn, thổi cũng đi luôn đó. Ở đây rất là nhiều mũi luôn. Mũi quá, ngứa quá đó. Tay rung quá. Tay rung quá sao vậy? Ô hai con. Ô hai con. Bướm đậu tay tại le luôn. Hai con. Không biết nãy ăn cái trái đó nó có mùi vị gì không mà giờ bướm nó cứ bu tay nè. Mắc cười hả? Không hiểu luôn. Trái đó trái chuồng. Trái chuồng. Mà nó giống trái nhãn lồng mà ăn cũng có vị giống nhãn lồng, chắc có thể đây được gọi là trái chuồng. Còn ở trên kêu trái nhãn lồng. Nó bu qua tay em rồi. Đó. Ê, hai con bướm đây, quay qua cho. Hai con bướm đây. Đó. Rồi bay rồi. Rất là nhiều bướm luôn. Ô, đây nè. Rồi lại đây tiếp tục rồi. Để em đi em. Con kia đậu tay anh không? Còn luôn. Đi em. Đó. Đó, bây giờ mình trong thời gian mình chờ đợi xe khô điện. Xe khô điện đi mình ấy. Gọi đi em nha, để rồi. Rồi họ đi chụp hình cho. Sau khi xe mình đã
Thế mà chạm điện thì hai chồng mình tiếp tục đi vô trong rừng, đi vô chiến khu D. Có một bạn cũng muốn đi ké mình, đó là bạn bướm bướm này. Đi theo tao nha, vô rừng nha. Sau khi xe đã, chúng ta đã giải quyết được sự cố, xe đã bị hết chạm điện. Chút nữa mà vô chỗ nước bây giờ sao? Chút nữa vô chỗ nước thì chạy bình thường. Tại vì hồi nãy do mình không có thấy nó bị hở cái chỗ điện đó ra.